Xin chào tất cả các cô, các chú, các anh, các chị yêu hoa trà nhé. Hôm nay thì em nhận được một đơn hàng, vườn hoa Tam Đảo nhận được một đơn hàng của một anh trai mua hai cây trà phấn cung đình. Nhưng mà anh có đam mê là bonsai nên là cũng nhờ phía nhà vườn là làm cho anh hai cây này thành cái cây bonsai bể cành bể tán luôn. Thì trên kia là một cây và đây là một cây nữa các bác nhé. Đó, hai cây này thì là em sẽ làm bể tán cho anh mà miễn phí luôn nhá. Mọi người yêu thích hoa trà có thể là muốn bẻ tán thì nhà vườn sẽ bẻ miễn phí cho mọi người trong thời gian tới. Đấy thì các bạn là sẽ yêu thương cho mọi người sự gắn kết đam mê thì nhà vườn sẽ hỗ trợ mọi người miễn phí cho mọi người công bẻ tán. Em bỏ cái cây này cho mọi người cùng xem cái cây trà này nhá. Đây là cũng là một cây phấn cung đình, một cây phấn cung đình rất là đẹp. Đó, một cây phấn cung đình rất là đẹp. Đấy, cành tán thì nó nhỏ thôi nhưng những cây như này tết cho hoa rồi nhá. Những cây như này tết cho hoa thì anh ấy mua một cặp thì em sẽ làm hai cây một cặp này thành bể tán cho nó thành tán mâm xôi để cho mọi người cùng xem. Thì em quay cái video lúc đầu cây, hiện trạng cây nó như thế này, và sẽ có một video tiếp theo, đó là video nối liền với cái cây để thay sau khi mà nó hô biến. Thì mong mọi người cùng ủng hộ nhà vườn vườn trà của Tam Đảo, xin mọi người một nút đăng ký nhé, để có thể nhà vườn sẽ làm nhiều video hơn. Đó, vì vừa rồi là cũng có mưa nhiều quá nên là em không lên được video thì mong mọi người thông cảm. Thì từ ngày mai em sẽ lên video liên tục để cho mọi người có thể là cập nhật những cái tình hình những cây trà hoặc là làm một số vài cây bonsai để mọi người sở hữu nhá. Tiếp tục đây là em sẽ là cái video sau khi cây trà đã được uốn xong này, mọi người nhìn này. Đó, em đã uốn cây trà theo hình một, có nghĩa theo hình một cái mâm xôi, theo hình một bể tán cho nó đều nhau, tạo ra cái khuôn, đó là cây trà, lá của cây trà hướng nào cũng là hướng thiên. Cây thì nó có đặc điểm đó là hướng nước và hướng thiên mọi người nhé. Hướng nước là cây là dễ sẽ bám xuống nước và cái cành lá nó gần bờ ao nó sẽ tốt về hướng nước, và hướng thiên là lá phải hướng lên mặt trời. Tại sao cây trà chúng ta chậm lớn là vì lý do là nó tùm, nó mọc tụ về một chỗ. Chúng ta nên bể cành, có nghĩa là chúng ta bể tán ra đều để cho cây trà có thể hấp thu năng lượng và hấp thu cái quang hợp tốt hơn, cho cây của chúng ta nhanh có tán đều hơn. Thì đây là cây trà này hiện tại em mới chỉ bể thôi, còn hiện tại em chưa cắt bớt một số lá già, thì anh về anh có thể cắt bớt một số lá già và để tạo cho cái cây nó có một cái tán nó rộng hơn và kích thích cái sự đẩy một số mầm mắt ngủ ở dưới cây nó lên. Thì hai cây này là em đã nắn cho anh thành công, nắn xong rồi. Thì mong anh nhận được hàng và cho cái ý kiến và cho cái cảm nhận về cây. Vì cơ bản là gửi gần và gửi bưu ship nên em chỉ nắn trong cái mâm xôi này thôi. Còn các bác ở gửi mà có thể gửi xe thì em sẽ nắn dáng thác đổ hay là dáng làng, một số cây theo cái dáng khác nhau. Mong mọi người ủng hộ vườn trà cổ Tam Đảo, xin phép là kết thúc video. Em xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người qua video thì nhớ cho em xin một nút đăng ký kênh để em có thể tiếp tục làm nhiều video hơn. Em xin chào tất cả mọi người ạ.